Một vị phi tần cao tay đến mức có thể mượn vua đánh ghen cho mình. Nói về thủ đoạn của các phi tần thời xưa thì không thể nào mà kể hết luôn, có thể viết ra cả trăm cả ngàn bộ truyện. Nhưng mà tại sao mình lại chọn câu chuyện này để kể? Bởi vì mình cảm thấy cái bà này bà quá là cao tay luôn. Thì vào đời vua thứ 40 của nước Sở, ông này gọi là Sở Hoài Vương, ông này có một vị phi tần tên là Trịnh Tụ. Bà này sắc sảo thông minh, cũng chính vì cái sự thông minh này cho nên cái cách đánh ghen của bà rất là cao tay. Cao tay đến mức bà có thể mượn ông vua đánh ghen giùm bà luôn. Thì cái ông vua Sở Hoài Vương này rất là đam mê tửu sắc, không có lo chuyện triều chính, và bà Trịnh Tụ này là một trong những người phi tần được ông sủng ái nhất. Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi nước Ngụy cống nạp cho ông vua này một mỹ nhân mới, gọi là Ngụy mỹ nhân, có thể coi như là cô này là mỹ nhân đẹp nhất nước Ngụy. Thì khi mà cái cô mỹ nhân mới này xuất hiện làm cho cái ông Sở Hoài Vương này hoàn toàn say đắm, và ông đã quên đi tất cả những cái vị phi tần mà ông từng có. Tất nhiên là bà Trịnh Tụ không thể bỏ qua chuyện này, và bà Trịnh Tụ này đã lên một cái kế hoạch để triệt cô này một cách rất thâm độc. Thay vì như công kích cô này, tấn công cô này hay là dằn mặt cô này thì không, bà hoàn toàn làm điều ngược lại. Bà tỏ ra thân thiết với cô, chỉ dạy cô tất cả những điều trong cung, và dần dần tình cảm hai người thân như chị em. Và trong một cái buổi tâm sự tỉ tê, bà nói với cô này rằng Sở Hoài Vương rất thích cô, nhưng chỉ có một điểm không thích, đó chính là cái mũi của cô. Và cái mũi này làm cho cô bị mất điểm trước mặt Sở Hoài Vương. Nếu như cô muốn thăng tiến hơn nữa thì trước mặt vua cô hãy che mũi mình lại, để che cái điểm không đẹp nhất cho mặt mình, chỉ trừ là những cái điểm đẹp nhất thôi, để vua ngày càng say đắm mình hơn. Tất nhiên là cô này lại tin thật các bạn. Và trong một cái buổi yến tiệc thì cô này gặp vua cứ che cái mũi mình lại hoài. Và ông Sở Hoài Vương này ông có một cái bệnh là viêm cánh các bạn, cho nên ông rất là tự ái, ông nghĩ là cô này che cái mũi thôi, và ông bắt cô này phải bỏ cái tay che mũi ra. Nhưng mà khi cái lời ông vua nói ông không nói rõ, ông chỉ nói là hãy bỏ cái tay ra khỏi mũi thôi, ông không nói lý do là tại sao. Cô này thì lại nhớ tới cái lời của bà Trịnh Tụ là ông vua không thích cái lỗ mũi của mình. Có phải là lúc này ông vua ông đang muốn soi vô cái điểm xấu nhất của mình để ông ghét mình không? Cho nên là cô này quyết tâm không bỏ các bạn, vẫn tiếp tục lấy tay che mũi. Và thế là ông vua nổi giận, nói rằng cô này dám chê mình thôi, cho nên sai người đem ra ngoài xẻo cái mũi. Thế là tiêu tùng cái nhan sắc của một mỹ nhân. Thì qua câu chuyện này các bạn có thấy sự hiểm độc của các phi tần thời xưa không? Và qua câu chuyện này mình cũng thấy rằng cái người luôn công kích tấn công mình chưa chắc đã nguy hiểm bằng cái người ngọt ngào luôn bên cạnh mình. Hãy đề phòng.